Như đã giới thiệu thì chúng ta sẽ sử dụng cái khái niệm về mật độ xác suất để chúng ta giải quyết cái bài toán Anomaly Detection, tức là bài toán phát hiện dị thường. Cụ thể đây như thế nào? Như chúng ta đã biết, nếu một cái sự kiện mà nó nằm vào cái vùng mà nó có mật độ các cái điểm biểu diễn cao như thế này thì khả năng nó là một cái điểm dữ liệu bình thường. Còn ngược lại, nếu như nó rơi vào cái vùng mà có cái mật độ các cái điểm chúng ta nó thấp thì khả năng nó là một cái điểm dữ liệu bất thường. Nhiệm vụ chúng ta là phải đi xây dựng một cái mô hình định lượng để khi mà chúng ta có một cái điểm dữ liệu, chúng ta sẽ đưa vào cái mô hình và cái mô hình đấy nó dự đoán ra cho chúng ta một cái con số cụ thể để chúng ta quyết định xem cái điểm dữ liệu đấy là bình thường hay bất thường. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng một cái mô hình xác suất để giải quyết cái bài toán đấy. Cái mô hình xác suất của chúng ta nó được xây dựng trên tập cái dữ liệu training, tức là các cái điểm hình tròn ở đây. Các cái điểm này chúng ta sẽ ký hiệu là x1, x2, x3 cho đến xm. M là số phần tử trong cái tập training của chúng ta. Cụ thể trong cái bài toán mà tôi vừa mới giới thiệu ở đây thì M bằng 30. Và cái mô hình chúng ta ký hiệu là PX. P là viết tắt của probability, có nghĩa là xác suất. X là cái đầu vào cho cái mô hình. Và cái PX này nó sẽ là một cái hàm số, nó sẽ trả cho chúng ta cái đầu ra là cái con số, nó thể hiện cái xác suất mà cái sự kiện X xảy ra là bao nhiêu. Nếu như cái sự kiện X này nó nằm trong cái vùng mật độ xác suất là cao, ví dụ như nằm trong cái vùng các cái điểm màu xanh nó gần nhau như thế này, thì cái hàm P này nó sẽ trả ra chúng ta một cái giá trị nó lớn. Còn ngược lại, nếu cái điểm màu đỏ này nó nằm ở những cái vùng mà cái mật độ xác suất nó thấp, thì cái hàm P này nó sẽ trả ra chúng ta cái giá trị là nhỏ. Như vậy, cái mô hình xác suất của chúng ta ở đây là một cái lượng hóa của cái trực quan mà chúng ta đã hình dung về cái mật độ xác suất lúc nãy. Xác suất càng cao thì cái khả năng xảy ra của sự kiện đấy càng lớn, và cái sự kiện đấy nhiều khả năng sẽ là cái sự kiện bình thường. Còn xác suất càng thấp thì cái khả năng xảy ra sự kiện nó sẽ là càng nhỏ và nó có thể nó là sự kiện bất thường. Bởi vì như chúng ta biết trong cái bài toán phát hiện bất thường thì chúng ta thấy là đa phần các cái dữ liệu trên thực tế nó là dữ liệu bình thường, đúng không ạ? Chỉ có một số rất ít các cái dữ liệu nó là bất thường thôi. Như vậy thì cái xác suất để xảy ra cái sự kiện bất thường nó thấp hơn rất nhiều so với xác suất để xảy ra sự kiện bình thường. Thì đấy chính là cái nguyên tắc để chúng ta giải quyết cái bài toán phát hiện bất thường. Và sau khi mà chúng ta đã xây dựng được cái mô hình xác suất rồi, thì khi mà có một cái sự kiện mới, chúng ta gọi cái sự kiện đấy là x-test, tức là cái sự kiện mà chúng ta dùng để chúng ta kiểm tra cái mô hình mà chúng ta vừa mới xây dựng được, thì chúng ta sẽ tính cái gì ạ? P của x-test, tức là cái xác suất mà cái sự kiện x-test này nó xảy ra là bao nhiêu phần trăm. Nếu P của x-test càng lớn thì cái sự kiện này khả năng cao nó sẽ là sự kiện bình thường. Và ngược lại, nếu P của x-test này càng nhỏ thì khả năng cao nó là một cái sự kiện bất thường. Nhưng lớn hay nhỏ ở đây, bao nhiêu thì là bình thường, bao nhiêu thì là bất thường, thì chúng ta phải xây dựng một cái ngưỡng, chúng ta phải định nghĩa một cái ngưỡng để xác định xem nó là bình thường hay là bất thường. Nếu P của x-test mà lớn hơn hoặc bằng cái ngưỡng đấy thì chúng ta gọi nó là sự kiện bình thường. Còn nếu P của x-test mà nhỏ hơn cái ngưỡng đấy thì chúng ta gọi nó là bất thường. Cái ngưỡng đấy là bao nhiêu và cái cách thức để định nghĩa cái ngưỡng đấy như thế nào, chúng ta sẽ tìm hiểu trong cái phần sau của cái chương này. Cái ngưỡng ở đây chúng ta ký hiệu là epsilon. Với một cái ngưỡng epsilon cho trước thì chúng ta có thể biểu diễn cái ngưỡng lên trên cái mặt phẳng của chúng ta là một cái hình tròn hay một hình elip, đúng không ạ? Ví dụ như ở bên trong cái hình elip này thì cái xác suất nó sẽ lớn hơn hoặc bằng epsilon. Còn ở bên ngoài cái ngưỡng này thì cái xác suất để xảy ra cái sự kiện nó sẽ nhỏ hơn epsilon. Và như vậy về mặt hình ảnh ấy, thì nếu cái sự kiện xảy ra ở trong cái elip này thì ta nói đấy là một sự kiện bình thường. Còn ở bên ngoài cái elip này nó là một cái sự kiện bất thường. Như vậy là chúng ta đã có một cái hình dung khá chỉ là trực quan về cái mô hình xác suất của chúng ta. Cái mô hình xác suất của chúng ta nó là một cái hàm P. Nó đầu vào của nó là một cái sự kiện X, còn đầu ra nó là cái xác suất mà cái sự kiện X có thể xảy ra. Thì sau khi mà chúng ta đã xây dựng được cái hàm P của chúng ta rồi, tức là cái mô hình xác suất chúng ta rồi, và chúng ta có một cái ngưỡng là epsilon rồi, thì chúng ta sẽ giải quyết được cái bài toán phát hiện bất thường này một cách khá chi là dễ dàng. Thì ở đây tôi sẽ lấy một số cái ví dụ, một số cái bài toán mà chúng ta có thể giải quyết được bằng cái thuật toán phát hiện bất thường. Ví dụ ở trường hợp mà chúng ta đang nói, đấy là bài toán chúng ta dựa trên những cái thống kê của phần cứng như là CPU, như là upload traffic để
để chúng ta phát hiện ra xem nó có phải là dữ liệu bất thường không. Nếu nó là một dữ liệu bất thường thì chúng ta sẽ cảnh báo để cái người quản trị người ta kiểm tra và phát hiện ra xem có cái nguy cơ nào. Ví dụ như có nguy cơ về một cái cuộc tấn công nào đang xảy ra với cái hệ thống hay không. Hoặc là với cái bài toán ở trong tài chính chẳng hạn. Giả sử chúng ta có các cái thông tin về các cái hành vi thanh toán của người dùng thì chúng ta có thể phát hiện ra xem những cái giao dịch mà họ thực hiện đấy có phải là giao dịch gian lận hay không. Trường hợp thứ ba là trong y tế chẳng hạn, chúng ta có thể sử dụng các cái thông số về sức khỏe của bệnh nhân, ví dụ như là cái nhịp tim chẳng hạn. Và nếu hệ thống nó phát hiện trong một vài cái thời điểm nào đấy cái nhịp tim nó bất thường thì nó có thể cảnh báo cho các bác sĩ kiểm tra xem thực sự bệnh nhân đấy có vấn đề gì hay không. Hoặc trong sản xuất thì với những cái hệ thống phát hiện lỗi tự động, nó có thể dựa vào cái thông tin của sản phẩm hay là những cái hình ảnh scan trên bề mặt sản phẩm để nó đưa ra những cái cảnh báo rằng sản phẩm này có những cái lỗi hay có những cái điểm bất thường gì không. Thì cái bài toán phát hiện bất thường này nó có ở khắp nơi. Có thể nó không nổi đình nổi đám như là ChatGPT hay một số các ứng dụng AI khác, nhưng thực sự nó được áp dụng ở trong các cái bài toán thực tế rất nhiều mà có thể chúng ta đang dùng nó mà chúng ta không để ý. Bởi vì nó không phải là một cái tính năng nổi bật mà chúng ta có thể nhìn thấy được khi chúng ta sử dụng sản phẩm. Tuy nhiên thì nó được nhúng ở trong các cái sản phẩm, các cái hệ thống phần cứng, phần mềm để theo dõi, để cảnh báo rất nhiều. Thì đấy chính là các cái ứng dụng của cái bài toán phát hiện dị thường. Trên thực tế nó còn rất rất nhiều các cái ứng dụng nữa. Ở đây chúng ta mới chỉ nói đến 4 trong số rất nhiều các cái ứng dụng của cái bài toán phát hiện dị thường này mà thôi. Như vậy là chúng ta đã nói về cái bài toán phát hiện dị thường, một số cái ví dụ về bài toán phát hiện dị thường. Thì tất cả những cái này chúng ta đều dựa trên một cái mô hình, đấy là mô hình về xác suất. Vậy thì cái mô hình xác suất này nó là như thế nào và cách chúng ta xây dựng cái mô hình nó ra làm sao thì chúng ta sẽ tìm hiểu trong cái phần tiếp theo.